Want to speak real Vietnamese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at VietnamesePod101.com. Xin chào, tôi là Giang. Rất vui được làm quen với bạn. Hi, I'm Giang. Nice to meet you. In this series, we're going to learn basic Vietnamese expressions. It's super easy and it only takes 3 minutes. In this lesson, you're going to learn how to introduce yourself in Vietnamese. There are only 2 sentences you need to remember. You will first learn a neutral way to introduce yourself, which sounds okay in both formal and informal situations. Let's first see how Vietnamese people generally introduce themselves. Xin chào, tôi là Giang. Rất vui được làm quen với bạn. Hi, I'm Giang. Nice to meet you. Xin chào, tôi là Giang. Rất vui được làm quen với bạn. Start by saying, Xin chào, tôi là. Then say your name. Xin chào, tôi là Giang. Finally say, Rất vui được làm quen với bạn. Xin chào, tôi là Giang. Rất vui được làm quen với bạn. Let's break this down and see what it means. Xin chào means hi or hello, and it is used in both formal and informal situations. It can also be used at any time of the day, though the equivalents of good morning, good afternoon, and good evening do exist. Vietnamese people don't normally use them in their daily conversation. So you have to remember only 2 words. Xin chào. Isn't it convenient? Tôi là Giang. That's how Vietnamese people introduce themselves. Tôi là is similar to I am, and you simply need to add your name to this. Though there's a more formal way to introduce your name in Vietnamese, which I'll mention later, using tôi là plus your name is neutral and sounds okay in any circumstances. Tôi là Giang. Pretty easy, right? And now, let's look at the last sentence. Rất vui được làm quen với bạn. Rất vui means I'm very happy, and được làm quen với bạn means to get to know you or to get acquainted with you. Vietnamese people usually look forward to a closer relationship in the future, so they tend to say I'm happy to get to know you rather than just I'm happy to meet you. So again, rất vui được làm quen với bạn. Let's put everything together. Xin chào, tôi là Giang. Rất vui được làm quen với bạn. Hi, I'm Giang. Nice to meet you. Not very difficult, right? Well, as I mentioned earlier, there's a more formal way to introduce yourself in Vietnamese. That is, Xin chào, tôi tên là Giang. Rất hân hạnh được làm quen với bạn. So, what has changed from the previous introduction? Let's take a close look at these together. Notice that the word Xin chào doesn't change, but the way you say your name is longer. One more word is added. Tôi tên là instead of tôi là. So instead of saying I am, you say my name is. Tôi tên là Giang. My name is Giang. And the last sentence. Rất hân hạnh được làm quen với bạn. It's my pleasure to get to know you. So, unless you go to Vietnam for business, it is advisable that you stick to the previous introduction. One more time. The general way to introduce yourself in Vietnamese is Xin chào, tôi là Giang. Rất vui được làm quen với bạn. The formal way to introduce yourself is Xin chào, tôi tên là Giang. Rất hân hạnh được làm quen với bạn. Now it's time for Giang's insights. Vietnamese people are not familiar with personal touches when meeting each other, so kissing or hugging is not recommended, though business people and male friends do shake hands when they meet. For the first meeting, simply introducing yourself with a smile is the best way to get to know a Vietnamese person. Xin chào, tôi tên là Giang. Bạn tên là gì? Chào Giang, tôi tên là Mary. Rất vui được gặp bạn. Tôi cũng vậy. Xin hỏi, cheese tiếng Việt nói thế nào?
Format. Xin lỗi, tôi chưa kịp nghe. Làm ơn nói lại lần nữa. Format. Làm ơn nói chậm hơn một chút. Format. Làm ơn viết từ đó bằng tiếng Việt giúp tôi. And in this lesson, we're going to learn how to use good manners as we thank people. Bạn đã sẵn sàng chưa? Are you ready? Chúng ta cùng bắt đầu nhé. So let's start. There are several ways to thank someone. And let's start with the easiest. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn means thank you. When saying thank you very much, you just need to add rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Rất nhiều means a lot. So, cảm ơn rất nhiều is like saying thank you very much. Cảm ơn is the casual way to say thanks in Vietnamese. If you want to emphasize more formality, just add the word xin before cảm ơn. Putting them together, you say xin cảm ơn, which literally means let me give my thanks. Saying thank you very much in a formal way is xin cảm ơn rất nhiều. One more time. The casual way to say thanks is cảm ơn and thank you very much is cảm ơn rất nhiều. The formal way to say thanks is xin cảm ơn and thank you very much is xin cảm ơn rất nhiều. How do you answer? It's easy. There are basically two different ways to do it. The first is không có gì. Không có gì. Không có gì literally means it's nothing, but it is the equivalent of you are welcome. The other way to say you're welcome is the expression không có gì đâu ạ. Không có gì đâu ạ. Literally, this phrase also means it's nothing, but the longer expression implies more politeness and is appropriate when replying to a senior person. So when someone is saying cảm ơn to you, you can simply reply with không có gì or không có gì đâu ạ. Now, it's time for Giang's insights. It should be noted that in daily conversations, you may hear Vietnamese people say cảm ơn instead of cảm ơn. The word cảm ơn is pronounced with a rising tone. It has basically the same meaning as cảm ơn, but is simply easier to pronounce. Cảm ơn is only used in speaking, while cảm ơn is more semantically correct and officially used in both writing and speaking. So in daily communication, you can use either words, depending on which one is easier to remember and pronounce. Xin chào, tôi tên là An. Xin chào, tôi tên là Mary. Rất vui được gặp bạn. Tôi cũng vậy. Tạm biệt. Tạm biệt. Hẹn gặp lại. Bạn bao nhiêu tuổi? Tôi 20 tuổi. Còn bạn? Tôi 23 tuổi. Bạn sinh năm nào? Tôi sinh năm 89. Ồ, vậy hơn tuổi tôi rồi. Tôi phải gọi bạn là chị nhỉ? Đúng rồi. In this lesson, we'll learn some of the most common greetings used in Vietnamese. Bạn đã sẵn sàng chưa? Are you ready? Chúng ta cùng bắt đầu nhé. So, let's start. The general greeting in Vietnamese is xin chào. Xin chào. Xin chào means hi or hello and is used when we meet each other. As I already mentioned in the first lesson, you can say xin chào in both formal and informal situations as well as at any time of the day. Vietnamese people do not distinguish which part of the day they are meeting when greeting each other. So such words as good morning, good afternoon, or good evening are basically not in use. When leaving, we say tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt literally means goodbye and is considered both formal and informal. Finally, see you soon in Vietnamese is hẹn gặp lại. And again, it is used both formally and informally. The more intimate way to say see you soon is
Hẹn gặp lại nhé! Nhé literally has no meaning. It is added at the end just to make the sentence more natural and melodious. Hẹn gặp lại nhé! Now you can greet people in many different ways in Vietnamese. Let's review them all again. When meeting each other at any time of day, xin chào. When leaving, tạm biệt. When we will see the other person again, hẹn gặp lại nhé. It's easy, isn't it? Now it's time for Giang's insights. A more natural way to greet someone is to remove the word xin and just say chào with a pronoun appropriate for the listener. Vietnamese language consists of a complicated system of pronouns which vary according to gender, age, and the closeness of the relationship. For example, chào bạn, chào anh, chào chị, chào em, chào chú, chào bác, chào cô. Well, this sounds complex, right? But once you learn more, you'll find them interesting. Anyway, the easiest and safest way to greet someone is saying xin chào, and just that. Pretty convenient, isn't it? Cà phê của chị đây. Cảm ơn. Không có gì. Của chị 15.000. Gửi anh. Xin cảm ơn. In this lesson, we're going to learn a very useful phrase. Do you speak English? If you find yourself in a situation where you need assistance in English, this phrase can be a lifesaver. And because you're asking in Vietnamese, you can be sure that everyone will understand what you're saying, even if the answer is no. First, here's the informal way to say it. Bạn có biết nói tiếng Anh không? Bạn có biết nói tiếng Anh không? Let's break it down. Bạn is the equivalent of you in Vietnamese. But as I mentioned in previous lessons, the Vietnamese language has a complicated system of pronouns, and the way you address the person you're speaking to depends on gender, age, and how close a relationship you have with him or her. Bạn is the most general pronoun you can use in this case, because it can refer to someone younger than you, someone about your age, or someone several years older than you. Có biết nói literally means knows how to speak, and tiếng Anh means English. So the sentence can literally be translated as, do you know how to speak English? Or can you speak English? Finally, did you notice the last word of the question? Không literally means no in Vietnamese, but when it is added at the end of a statement, a yes-no question is formed. It is a grammatical point that you will learn in more details later. Now, let's practice the question one more time. Bạn có biết nói tiếng Anh không? We are now going to make this sentence formal. It is very simple. You just need to add two more words at the beginning of the previous question, keeping the rest unchanged. Xin hỏi, bạn có biết nói tiếng Anh không? Xin hỏi, bạn có biết nói tiếng Anh không? Xin hỏi means exactly the same as excuse me. When you add these words at the beginning of any question, it becomes more polite. The responses you will receive could be any one of these three. Có, yes. Có, một chút thôi, a little. Một chút thôi. Không, tôi không biết nói tiếng Anh. No, I don't speak English. Không, tôi không biết nói tiếng Anh. Since this last one is a negative statement, the verb is the opposite of the verb used in the question. The question asks, do you know? Có biết? And the answer is, don't know,
không biết. The subject has also been changed from bạn, you, to tôi, I, and the question word at the end, không, is omitted. Again, the complete answer is không, tôi không biết nói tiếng Anh. No, I don't speak English. Now, it's time for Zhang's insights. If you still remember the list of pronouns I mentioned in the last lessons, you can choose a suitable pronoun for the person you're talking to instead of using bạn in the question. But when you're talking to an older person, the word à is added at the end of the question to show respect. For example, anh có biết nói tiếng Anh không ạ? Chị có biết nói tiếng Anh không ạ? Bác có biết nói tiếng Anh không ạ? Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Vietnamese listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Tại cửa hàng sách, người phụ nữ đang yêu cầu người bán hàng điều gì đó. Người phụ nữ đã muốn xem quyển sách nào? Xin lỗi, tôi muốn xem qua quyển sách trên giá sách đó. Chị muốn xem quyển sách nào? Quyển sách về ô tô ấy. Xin chị chờ một chút. Quyển này ạ? Đúng vậy. Của chị đây. Người phụ nữ đã muốn xem quyển sách nào? Tại cửa hàng sách, người phụ nữ đang yêu cầu người bán hàng điều gì đó. Người phụ nữ đã muốn xem quyển sách nào? Xin lỗi, tôi muốn xem qua quyển sách trên giá sách đó. Chị muốn xem quyển sách nào? Quyển sách về ô tô ấy. Xin chị chờ một chút. Quyển này ạ? Đúng vậy. Của chị đây. In this lesson, we're going to learn how to use xin hỏi and other words when apologizing in Vietnamese. There are two equivalents to excuse me in Vietnamese. Which one to use depends on certain circumstances. When asking a question, we use xin hỏi. Xin hỏi. Xin hỏi, cái này bao nhiêu tiền? In other situations, we use xin lỗi. Xin lỗi. To request something. Xin lỗi, cho tôi mượn cái bút. To order food or drink. Xin lỗi, cho tôi một bát phở. To ask someone to repeat what he or she said. Xin lỗi, bạn vừa nói gì vậy? To squeeze by someone. Just say, xin lỗi, then go ahead. When asking a question, to make it more formal, you can say, xin lỗi cho tôi hỏi, instead of xin hỏi. The longer expression can literally be translated as, excuse me, let me ask. Xin lỗi cho tôi hỏi, cái này bao nhiêu tiền? Xin lỗi cho tôi hỏi. Cái này bao nhiêu tiền? When you really want to apologize for something, you use xin lỗi, sorry, or tôi xin lỗi, I'm sorry. Tôi xin lỗi is more formal and sounds more sincere. Now it's time for Zhang's insights. Sometimes, Vietnamese people add an object pronoun after xin lỗi to indicate the person to whom they want to apologize. And again, the pronoun used depends on that person's gender, age, and how close a relationship they have with the speaker. Xin lỗi bạn.
when apologizing to your friends. Xin lỗi anh when apologizing to a man not much older than you. Xin lỗi chị when apologizing to a woman not much older than you. However, using such pronouns is not necessary, and it is safer to use xin lỗi or tôi xin lỗi in any situation. Người đàn ông và người phụ nữ đang xem thực đơn tại một nhà hàng. Người đàn ông đã gọi món gì? Em muốn gọi món gì? Cái bánh pizza này trông ngon nhỉ? Em chọn bánh pizza này. Anh đã ăn pizza ngày hôm qua nên... Ồ, vậy bánh hamburger thì sao ạ? Tuyệt đấy, anh chọn nó. Người đàn ông đã gọi món gì? Người đàn ông và người phụ nữ đang xem thực đơn tại một nhà hàng. Người đàn ông đã gọi món gì? Em muốn gọi món gì? Cái bánh pizza này trông ngon nhỉ? Em chọn bánh pizza này. Anh đã ăn pizza ngày hôm qua nên... Ồ, vậy bánh hamburger thì sao ạ? Tuyệt đấy, anh chọn nó. Hi YouTube, welcome back. Thank you so much for watching the videos and leaving the comments because it really helps me to improve my videos. So for today, actually I'm a foodie person. I'm not a fussy eater. But actually, do you know there's some kind of food that can kill you quickly? Let's see what we have to avoid. But of course in Vietnamese, 10 foods that can kill you faster. Thịt xông khói. Thịt xông khói. Bacon. Thịt xông khói. Thịt xông khói. Thịt xông khói. Bacon. Okay, so here thịt is meat or pork in general, and xông khói means smoked. Smoked. So thịt xông khói, bacon, and actually it's really delicious. It's good for bread, it's good for sandwich, it's good for hamburger, but it's not good at all because it has a lot of fat, the bad kind, so you shouldn't eat too much. So in sentence you can say anh ấy rất thích ăn thịt xông khói. Anh ấy rất thích ăn thịt xông khói. He likes eating bacon a lot. Or something else, thịt xông khói rất ngon nhưng có nhiều chất béo. Thịt xông khói rất ngon nhưng có nhiều chất béo. Bacon is yummy but it has a lot of fat. Thịt xông khói rất ngon nhưng có nhiều chất béo. Nước uống tăng lực. Nước uống tăng lực. Energy drinks. Nước uống tăng lực. Energy drinks. Nước uống tăng lực. Nước uống tăng lực. Okay, so energy drinks is how to say it's good for you sometimes when you want to stay awake or if you need to stay awake for work. But actually it's not good for your health at all because it might cause you dependence or poor sleep, and because of that I try to reduce as much as possible. I only take very few if I need to. So in sentence you can say nhiều người nghĩ nước uống tăng lực có lợi cho sức khỏe. Nhiều người nghĩ nước uống tăng lực có lợi cho sức khỏe. Many people think that energy drinks are good for one's health. Nhiều người nghĩ nước uống tăng lực có lợi cho sức khỏe, but actually it's not. Thịt đã qua chế biến. Thịt đã qua chế biến. Processed meat. Thịt đã qua chế biến. Processed meat. Thịt đã qua chế biến. Thịt đã qua chế biến. Okay, so processed meat contains various chemical compounds which are not really
are naturally present in fresh meat, and some of them are harmful to your body. So because of that, if you keep eating it for a long time, it might increase the risk of chronic disease, especially cancer. So if you don't want cancer, just don't eat it. So in sentence, you can say if someone invites you to buy or to eat that tôi không muốn ăn thịt đã qua chế biến. Tôi không muốn ăn thịt đã qua chế biến. I don't want to eat processed meat. Tôi không muốn ăn thịt đã qua chế biến. Okay? Các bữa ăn đông lạnh. Các bữa ăn đông lạnh. Frozen meals. Các bữa ăn đông lạnh. Frozen meals. Các bữa ăn đông lạnh. Các bữa ăn đông lạnh. Okay, so các bữa ăn đông lạnh or thực phẩm đông lạnh are frozen meals. So if you are watching sodium, you should especially carefully about frozen meals or frozen dinners, because some of them are loaded with fat, calories or sodium. So in sentence, nhiều người thường mua bữa ăn đông lạnh vì họ quá mận. Nhiều người thường mua bữa ăn đông lạnh vì họ quá mận. Many people buy frozen meals because they are too busy. Nhiều người thường mua bữa ăn đông lạnh vì họ quá mận. Khoai tây chiên giòn. Khoai tây chiên giòn. Potato chips. Khoai tây chiên giòn. Potato chips. Khoai tây chiên giòn. Khoai tây chiên giòn. Okay, I know this one. Everybody likes chips, but actually chips are typically high in fat and calories, which is, you know, already, right? So in sentence, you can say, trẻ em rất thích khoai tây chiên giòn. Kids like potato chips a lot. Trẻ em rất thích khoai tây chiên giòn. Trẻ em rất thích khoai tây chiên giòn. Bơ thực vật. Bơ thực vật. Margarine. Okay, bơ thực vật is margarine, but actually bơ is butter and thực vật is vegetable. You know that? So margarine is very high in bad fat and low in good fat, and also lacking in vitamin and minerals. So because of that, it's very affordable. Sometimes it's very cheap. And therefore, many restaurants are using margarine to reduce their cost. So in Vietnamese, if you want to speak about this, you can say, nhiều hàng ăn dùng bơ thực vật để giảm chi phí. Nhiều hàng ăn dùng bơ thực vật để giảm chi phí. Many restaurants use margarine to reduce cost. Nhiều hàng ăn dùng bơ thực vật để giảm chi phí. Bỏng ngô vi sóng. Bỏng ngô vi sóng. Microwave popcorn. Bỏng ngô vi sóng. Microwave popcorn. Bỏng ngô vi sóng. Bỏng ngô vi sóng. Okay, so bỏng ngô is popcorn and vi sóng is microwave. So bỏng ngô vi sóng, microwave popcorn. A study has found that anise can be extracted from the chemical in the plastic bag of microwave popcorn, which causes cancer in animals and is likely cause cancer in humans too. However, people usually buy microwave popcorn for convenience. And if you want to say this one in Vietnamese, you can say mọi người thường mua bỏng ngô vi sóng cho tiện. Mọi người thường mua bỏng ngô vi sóng cho tiện. People usually buy microwave popcorn for convenience. Mọi người thường mua bỏng ngô vi sóng cho tiện. Mì ăn liền. Mì ăn liền. Instant noodles. Mì ăn liền. Instant noodles. Mì ăn liền. Mì ăn liền. Okay, so everybody said that instant noodle is not good for your body, your health, your skins, and it's very cheap, so it's not high quality. Okay, agree, but you know, spicy instant noodle with kimchi is amazing.
I have to say that. So, but anyway, it's not good for your health. And in sentence, you can say, sinh viên thường ăn mì ăn liền để tiết kiệm tiền. College student often eat instant noodles to save money. Sinh viên thường ăn mì ăn liền để tiết kiệm tiền. Sinh viên thường ăn mì ăn liền để tiết kiệm tiền. Kẹo. Kẹo. Candy. Kẹo. Candy. Kẹo. Okay, so this word has the tone mark zona. Because of that, you have to pronounce very strong. Kẹo. Okay? Kẹo. So if you are eating candy every day, you may not eat enough of foods necessary for your good health. So because of that, you must say to yourself every day that ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng. Eating too much candy can give you cavities. Ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng. Ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng. Okay, so remember. Soda. 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 Because the O sound in Vietnamese is O and A sound in Vietnamese is A. So soda. Is soda best for your health? My answer is sure. I think so, because some would say that anything in moderation is okay, but when it comes to soda, the amount of sugar and additives is so high that I don't think moderation even exists. So in sentence, you can say that trẻ con không nên uống quá nhiều soda. Kids shouldn't drink too much soda. Trẻ con không nên uống quá nhiều soda. Trẻ con không nên uống quá nhiều soda. Một người đàn ông đang nói chuyện điện thoại với một phòng khám. Người đàn ông cần đến đó lúc mấy giờ? Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho anh? Mấy giờ các chị đóng cửa ngày hôm nay? Đến 6 giờ ạ. Nhưng anh làm ơn đến trước 5 giờ 30 nhé. Ok. Người đàn ông cần đến đó lúc mấy giờ? Một người đàn ông đang nói chuyện điện thoại với một phòng khám. Người đàn ông cần đến đó lúc mấy giờ? Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho anh? Mấy giờ các chị đóng cửa ngày hôm nay? Đến 6 giờ ạ. Nhưng anh làm ơn đến trước 5 giờ 30 nhé. Ok. Một cậu bé đang đọc nhật ký của mình. Cậu bé đã làm gì đầu tiên vào ngày hôm đó? Hôm nay là ngày rất đẹp trời. Mình đã đi bơi vào buổi chiều. Và mình đã đi xem phim vào buổi tối. Mình cũng đã học bài vào buổi sáng. Hôm nay là một ngày thật tuyệt. Cậu bé đã làm gì đầu tiên vào ngày hôm đó? Một cậu bé đang đọc nhật ký của mình. Cậu bé đã làm gì đầu tiên vào ngày hôm đó? Hôm nay là ngày rất đẹp trời. Mình đã đi bơi vào buổi chiều. Và mình đã đi xem phim vào buổi tối. Mình cũng đã học bài vào buổi sáng. Hôm nay là một ngày thật tuyệt. Xin chào các bạn, tôi là Linh, rất vui được gặp lại. Hello everyone, this is Linh and welcome back. Our topic today is going to be 10 phrases for surviving back to school. Let's see what we got. Ba lô. Ba lô. Backpack. Ba lô. Backpack. Ba lô. Ba lô. Okay, everybody likes a new backpack for the first day of school. And if you just have the new one, you can say to your Vietnamese friend like, mẹ vừa mua một chiếc ba lô mới cho tôi. My mom has just bought me a new backpack. Mẹ vừa mua một chiếc ba lô mới cho tôi. Mẹ vừa mua một chiếc ba lô mới cho tôi. Or you can say to your friends when you are about to go to travel, đừng quên mang theo ba lô cho chuyến đi. Mình sẽ cần dùng đến nó.
Don't forget to bring the backpack for the trip. We will need it. Đừng quên mang theo ba lô cho chuyến đi. Mình sẽ cần dùng đến nó. Đừng quên mang theo ba lô cho chuyến đi. Mình sẽ cần dùng đến nó. Bạn cùng lớp. Bạn cùng lớp. Classmate. Bạn cùng lớp. Classmate. Okay, it's good to go back to school after summer vacation. You will meet your classmate again, and some of them are your close friends, some of them are not. But the good thing is you have a lot of friends to share the whole year together. So in Vietnamese, you can say họ là bạn cùng lớp. They are classmates. Họ là bạn cùng lớp. Họ là bạn cùng lớp. Or in another example, tôi nóng lòng chờ đến ngày họp lớp để gặp lại các bạn cùng lớp. I'm looking forward to the class meeting to see my classmate again. Tôi nóng lòng chờ đến ngày họp lớp để gặp lại các bạn cùng lớp. Tôi nóng lòng chờ đến ngày họp lớp để gặp lại các bạn cùng lớp. Bài tập về nhà. Bài tập về nhà. Homework. Bài tập về nhà. Homework. Bài tập về nhà. To be honest, I've never done homework before when I was a student. I don't know why, I just don't like it. That's why it's awesome to hear the teacher saying that hôm nay không có bài tập về nhà. There is no homework today. Hôm nay không có bài tập về nhà. Hôm nay không có bài tập về nhà. Or if I have homework, I will say to my classmate, cậu đã làm xong bài tập về nhà chưa? Tớ có thể xem được không? Have you finished your homework? Can I see? Cậu đã làm xong bài tập về nhà chưa? Tớ có thể xem được không? Cậu đã làm xong bài tập về nhà chưa? Tớ có thể xem được không? Bài thi. Bài thi. Exam. Bài thi. Exam. Okay, in Vietnamese, bài thi is exam. Kỳ thi is examination, or kiểm tra is test. But we have a lot of tests, such as 5-minute test, 15-minute test, or 45-minute test. But the most important thing is the exam, or the final examination. So in Vietnamese, you can say, chúng tôi cần phải ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi. We need to review in order to prepare for the examination. Chúng tôi cần phải ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi. Chúng tôi cần phải ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi. Or you can say, những ngày tháng trước kỳ thi là giai đoạn khủng hoảng nhất của đời học sinh. The days before the exam are the most terrible period of students' life. Những ngày tháng trước kỳ thi là giai đoạn khủng hoảng nhất của đời học sinh. Những ngày tháng trước kỳ thi là giai đoạn khủng hoảng nhất của đời học sinh. Trường học. Trường học. School. Trường học. School. So talking about 10 phrases for surviving back to school, of course we have to talk about school. Trường học. In Vietnamese language, you can use trường học for elementary school, secondary school, high school, or even university in general. But actually, if you want to talk about a specific school, then you can use the full name of the school. But normally, trường học is school. So, for example, trường học của tôi ở gần nhà. My school is very near my house. Trường học của tôi ở gần nhà. Trường học của tôi gần nhà. Học. Study. Học. To study. Học. Học. Let me tell you something. In Vietnamese, you don't have to conjugate the verb. If you want to say somebody doing something, then you can just simply put first pronoun, second verb, third something. So for example, tôi thích học toán. I like studying math. Tôi học tiếng Anh. I study English. Học tiếng Việt tại VietnamesePod101.com là kế hoạch của tôi hè này. Studying Vietnamese at VietnamesePod101.com is my plan this summer. Học tiếng Việt tại
vietnamesepod101.com là kế hoạch của tôi hè này. Đó là ngày đầu tiên của lớp học. Đó là ngày đầu tiên của lớp học. It's the first day of class. Đó là ngày đầu tiên của lớp học. It's the first day of class. Đó là ngày đầu tiên của lớp học. Okay, when you translate this one to English, you will see a bit different. Ngày đầu tiên, ngày is day, and đầu tiên is first. It's the difference between Vietnamese and English. In English, the noun goes after, right? And the adjective goes first. For example, first day. But in Vietnamese, the noun goes first, and the adjective goes after. Ngày đầu tiên. So, just remember the opposite to English. Noun, adjective. For example, ngày đầu tiên đi học is the first day of school. Ngày đầu tiên đến lớp is the first day of class. Chúng tôi ở trong cùng một lớp học. Chúng tôi ở trong cùng một lớp học. We're in the same class. Chúng tôi ở trong cùng một lớp học. Chúng tôi ở trong cùng một lớp học. So, actually, chúng tôi ở trong cùng một lớp học and chúng tôi học cùng lớp are similar. So you can use both for we are in the same class. In sentence, bạn trai tôi và tôi đã biết nhau được 10 năm. Chúng tôi học cùng lớp. My boyfriend and I have known each other for 10 years. We were in the same class. Bạn trai tôi và tôi đã biết nhau được 10 năm. Okay, one more thing. In Vietnamese, you don't have to put the verb in past tense or future tense because based on what you have said a while ago, we already know that what tense the next information is. For example, you already mentioned we've known each other for 10 years. That means it's happened in the past, right? That's why the next information is we were in the same class. You just have to say chúng tôi học cùng lớp. You don't need to say chúng tôi đã học cùng lớp because we know it happened. Bạn đăng ký những lớp học nào? Bạn đăng ký những lớp học nào? What classes are you taking? Bạn đăng ký những lớp học nào? What classes are you taking? Bạn đăng ký những lớp học nào? What classes are you taking? Okay, so this one in Vietnamese, sometimes when you are talking about nouns in plural, then you can just put the word những before the noun. For example, những ngôi nhà, houses, những đứa trẻ, kids, or những lớp học, classes. So instead of putting S or ES in the ending like in English, or sometimes you have to transform from child to children, then in Vietnamese you can just put những before the noun. Remember, every noun is fine. So bạn đăng ký những lớp học nào? What classes are you taking? Bạn đã hoàn thành bài tập về nhà chưa? Bạn đã hoàn thành bài tập về nhà chưa? Did you finish your homework? Okay, next one is bạn đã hoàn thành bài tập về nhà chưa? Did you finish your homework? Or in the shorter way, bạn đã làm bài tập về nhà chưa? Have you done your homework? So, if you have homework, then the first thing that you would say immediately after you get to class the next day is bạn đã làm bài tập về nhà chưa? Or before the day you can ask ngày mai cô giáo kiểm tra đấy, bạn đã làm bài tập về nhà chưa? Teacher will check tomorrow. Did you finish your homework? Một người phụ nữ và một người đàn ông đang xem một tấm ảnh. Họ đang xem tấm ảnh nào? Đấy là tấm ảnh đội bóng của con trai anh đúng không? Đâu là con anh? Con anh đây. Ồ, cậu ấy cao nhất trong đội. Nó cao hơn anh đấy. Họ đang xem tấm ảnh nào? Một người phụ nữ và một người đàn ông đang xem một tấm ảnh. Họ đang xem tấm ảnh nào? Đấy là tấm ảnh đội bóng của con trai anh đúng không? Đâu là con anh? Con anh đây. Ồ, cậu ấy cao nhất trong đội. Nó cao hơn anh đấy.
lại. Hello everyone, this is Linh and welcome back to Vietnamese Talk Words. If we already have 10 phrases you always want to hear, then today we will talk about 10 phrases you never want to hear. And let's find out what are those phrases. Gần đây bạn tăng cân à? Gần đây bạn tăng cân à? Have you gained weight recently? Gần đây bạn tăng cân à? Gần đây bạn tăng cân à? Have you gained weight recently? Okay, let's say if you are talking with someone who's trying so hard to get more fat because they are too thin or too slim, then it's okay, it's a good sign for them. But actually, in any language, you should never say this one to anyone, especially women, because they are so sensitive. So don't say gần đây bạn tăng cân à. Don't. Gần đây bạn tăng cân à? Have you gained more weight recently? Bạn có tóc bạc kìa. Bạn có tóc bạc kìa. You have a gray hair. Bạn có tóc bạc kìa. Bạn có tóc bạc kìa. Bạn có tóc bạc kìa. You have a gray hair. Bạn có tóc bạc kìa. If you see gray hair on someone's hair or someone's head, you shouldn't say bạn có tóc bạc kìa. Bạn có tóc bạc kìa, don't say that, because that means they are getting old and nobody wants to hear that, right? Especially with women. And please don't take it off from their hair, because that means you try to prove it. Yeah, that's why I recommend you not to say bạn có tóc bạc kìa. I mean, between close friends, it's okay. Or if they offer you to do that, then it's okay. But between friends, normal friend, or not really close, or someone you just met, then don't say bạn có tóc bạc kìa. Tôi đã bảo rồi mà. Tôi đã bảo rồi mà. I told you so. Tôi đã bảo rồi mà. I told you so. Tôi đã bảo rồi mà. So when you realize that you are right and someone is wrong, and even if you don't mean to blame them, but tôi đã bảo rồi mà still sounds very serious. And it doesn't solve the problem, but only make it more trouble, more seriously. So maybe you can say mọi chuyện đã có thể tốt hơn, everything would have been better. Mọi chuyện đã có thể tốt hơn, and then you go straight to the problem. Mọi chuyện đã có thể tốt hơn. I think it's better, but tôi đã bảo rồi mà, it's not really good idea. Anh đã bị sa thải. Anh đã bị sa thải. You're fired. Anh đã bị sa thải. You were fired. Oh my god, this is supposed to be a worst day to hear, especially when you are working and you have no plan to quit or you have no plan to stop a job. And yes, I've never been a boss, so I don't know how boss says to everybody when he wants to fire someone. But yeah, if we hear anh đã bị sa thải, it's supposed to be a very bad day. Vấn đề không phải là ở anh, mà là ở em. Vấn đề không phải là ở anh, mà là ở em. It is not you, it is me. Vấn đề không phải là ở anh, mà là ở em. It's not you, it's me. Actually, when you say this one, it means you want to take responsibility about the problem when you are fighting or when you are arguing. But actually, it means the opposite, because it sounds very not real. It sounds very fake. So instead of saying vấn đề không phải là anh mà là em, so you should say directly to the problem and just really communicate. Don't blame each other. That's better. Cả hai ta nên gặp người khác. Cả hai ta nên gặp người khác. We should see other people. Cả hai ta nên gặp người khác. We should see other people. Cả hai ta nên gặp người khác. Or you would hear chúng ta nên tìm hiểu người khác. We should see someone else. When someone tells you this one, that means they want to stop trying. And it sounds really sad, right? But actually, instead of say cả hai ta nên gặp người khác, why don't say chúng ta nên cho nhau một cơ hội. We should give each other a chance. Chúng ta nên cho nhau một cơ hội. Tôi chưa có tiền trả cho bạn vào hôm nay. Tôi chưa có tiền trả cho bạn vào hôm nay. I don't have your money today.
Tôi chưa có tiền trả cho bạn vào hôm nay. I don't have your money today. Oh my god, when someone borrows your money and they don't give your money back on time, that would be very, very bad. But instead of saying tôi chưa có tiền trả cho bạn vào hôm nay, why don't you say tôi sẽ trả tiền bạn hôm nay, I will pay you today. Tôi sẽ trả tiền bạn hôm nay, I will pay you today. It's the right thing to do, right? Chúng ta cần nói chuyện. Chúng ta cần nói chuyện. We need to talk. Chúng ta cần nói chuyện. We need to talk. Okay, when your partner tells you this one, means they want to have a serious conversation with you. But actually, this is a bad way to start a conversation because it sounds really serious. So you better say just directly to the problem. Anh ơi, em nghĩ thế này. Anh ơi, em nghĩ thế kia. Hey babe, I think blah blah blah. I think blah blah blah. Something like that. So just don't start by chúng ta cần nói chuyện. Bạn thật là tồi. Bạn thật là tồi. You are so bad. Bạn thật là tồi. You are so bad. Let's say if you are a really bad guy, would you mind if someone's come to you and just say, bạn thật là tồi, you are so bad? You wouldn't, right? What I'm trying to say is if someone's done bad thing to you, you cannot change anything. You cannot do anything but just accept and ignore. So why don't you just stay calm and let it go? So that's why you shouldn't say bạn thật là tồi, but you can say instead mọi chuyện đã có thể tốt hơn. Everything would have been better. Bạn nấu ăn dở tệ. Bạn nấu ăn dở tệ. You cook really bad. Bạn nấu ăn dở tệ. You cook really bad or you're not a good cook. Bạn nấu ăn dở tệ. If someone spend time to cook for you, even if it's not your taste or it's not really tasty or you don't like it, you shouldn't say bạn nấu ăn dở tệ because it sounds very unrespectful. So you just you don't have to eat it or you have right to just eat a little bit and maybe you should say lần sau bạn có thể nấu món khác được không? Can you cook something else next time? Lần sau bạn có thể nấu món khác được không? Can you cook something else next time? When learning a new language, we sometimes have a hard time with things like procrastination, discouragement, or failure. But don't panic. With a good strategy, you'll be able to overcome these difficulties. Are you ready to discover the four habits of successful learners? Number one, optimize your time. When learning a language, it's important to dedicate time to your studies regularly, even if sometimes it's difficult. You're busy with school, work, family, or friends, but you can spread out your learning throughout the day. Study whenever you have small gaps of time in your busy schedule. This can be when you're on the metro, on your lunch break, or while you're exercising. Our podcast learning format fits perfectly into your tight schedule. Number two, consistency with your chosen method. There are a lot of options when it comes to courses and learning materials. Switching from one method to another can confuse you and disrupt your progress. Focusing on one learning method will make a difference. Our method has been created and optimized by real teachers, so you can stick to it with confidence. Number three, use your language background. Many languages share some commonalities. You can find words that look or sound similar, or even share the same grammar structure. A little bit of language background will give you an edge while learning. Number four, study continuously. People are excited when they start learning a new language. The enthusiasm usually lasts until the first roadblock. This can lead to discouragement and procrastination. But don't burn yourself out. Learning a language is a marathon, not a sprint. Don't try to learn it all at once. Break things down into more digestible chunks. Learning step by step might feel slow, but it's an efficient way to learn a language. With patience, motivation, and good resources, you'll master the language. Remember, you can't learn a language overnight, but with motivation and these daily lessons, you'll be on the road to fluency. Give it a try now. Sign up for your account. Just click the link in the description. Want to speak real Vietnamese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at VietnamesePod101.com. Hello everyone, welcome back. Xin chào các bạn, tôi tên là Linh, rất vui được gặp lại các bạn. It's been a while, I haven't done any new videos, so today I decided to make a video talking about frequency in Vietnamese for you guys to know and to practice.
Alright, so do you usually ask your friends or any Vietnamese people like how often they do something? So let's find out how to say it in Vietnamese today, okay? Now, let's get started. First, I'd like to talk about the question. So if you want to ask how often someone doing something, you can say in Vietnamese, bao lâu thì bạn một lần, okay? That means how often do you blank, all right? So let's practice. Bao lâu thì bạn đi du lịch một lần? How often do you travel? Bao lâu thì bạn đi du lịch một lần? Bao lâu thì bạn đi du lịch một lần? Okay? Bao lâu thì bạn đi xem phim một lần? How often do you go to the cinema theater? Bao lâu thì bạn đi xem phim một lần? Bao lâu thì bạn đi xem phim một lần? Okay? So, do you want to try anything else? You can just put the verb or put the action in the middle of the sentence like that. Bao lâu thì, and the action, and then một lần. It's like how often do you do something once? It's like that in Vietnamese. Okay, so let's try to practice for a few more times and then we can go to the answers. Okay, so now let's start about the answers. For example, if you do something all the time, if you always do the same action every day, or it's very, very often, it's like 100%. So you can use luôn luôn or luôn. It means always in English. Okay, so again, luôn luôn or one word, luôn. So these two words both mean always in English, but I will tell you in the sentence so you can have an overview about that, okay? Tôi luôn ăn tối vào 7 giờ mỗi ngày. That means I always have dinner at 7 p.m. every day. Tôi luôn ăn tối vào 7 giờ mỗi ngày. Tôi luôn ăn tối vào 7 giờ mỗi ngày. Okay? Or if you want to use the second word, luôn luôn, you can say cô ấy luôn luôn đi làm đúng giờ. She's always on time at work. Cô ấy luôn luôn đi làm đúng giờ. Cô ấy luôn luôn đi làm đúng giờ. Okay, so with these two words, luôn and luôn luôn, actually it means similar. So you can use both of them in any situation that you always do something, okay? Luôn luôn. Okay, let's talk about number two, which is usually. So something you do for 90%, not really like all the time, but it's like a lot. So you can use in Vietnamese. Thường xuyên, thường xuyên. So I know this one is a little bit hard because they have two very difficult sounds. So try to speak it slowly, okay? Thường xuyên. So the TH in Vietnamese we will pronounce like th. It's not the in English. Th. Thường xuyên. Okay, so now let's take a look at the example. Anh ấy thường xuyên kể chuyện cười cho mọi người. Anh ấy thường xuyên kể chuyện cười cho mọi người. Anh ấy thường xuyên kể chuyện cười cho mọi người. Okay, or nhà tôi thường xuyên ăn lẩu vào mùa đông. Nhà tôi thường xuyên ăn lẩu vào mùa đông. Nhà tôi thường xuyên ăn lẩu vào mùa đông. Okay, so the same with luôn or luôn luôn, you can use thường xuyên before the verb. Thường xuyên ăn lẩu, thường xuyên kể chuyện. Is that okay? Alright, now let's try one more time. Anh ấy thường xuyên kể chuyện cười
cho mọi người. Nhà tôi thường xuyên ăn lẩu vào mùa đông. Okay, number three, I'd like to talk about the word that you can use for something that you do maybe 50% to 70%. Is like less than usually, but more than sometimes. So in English, we use it as normally or generally, but in Vietnamese, you can say thường or thường thường. Okay, so it's a little similar with luôn and luôn luôn, but here we say thường or thường thường. Okay, so now let's take a look at the example. Tôi thường tập thể dục một tuần 3 đến 4 lần. Tôi thường tập thể dục một tuần 3 đến 4 lần. Tôi thường tập thể dục một tuần 3 đến 4 lần. So that means normally you work out 3 or 4 times a week. It's not so often, but it's not really like rarely. It's not like that. So actually here you can use thường thường or thường. They both are okay. But if you want to use thường thường, so we use at the beginning of the sentence. For example, thường thường tôi tập thể dục 3 đến 4 lần mỗi tuần. Thường thường tôi tập thể dục 3 đến 4 lần mỗi tuần. Okay, but if you want to use the individual word, then you have to put it in front in the middle of the sentence before the verb. Tôi thường tập thể dục một tuần 3 đến 4 lần. Okay. All right, next I'd like to talk about the word that you can use for something you do only once in a while or for sometimes, occasionally. So in Vietnamese, you can say đôi khi or thỉnh thoảng. All right? Đôi khi. Đôi khi. Thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng. Okay. So in the word thỉnh thoảng, the th sounds exactly the same with thường thường. Thờ. Thờ. Okay? Đôi khi. Thỉnh thoảng. Alright, now let's take a look at the example. Em có hay đi xem phim không? Cũng thỉnh thoảng. Em có hay đi xem phim không? Cũng thỉnh thoảng. Alright, so with the question that I mentioned at the beginning of the video, you can ask, bao lâu thì em đi xem phim một lần? Cũng thỉnh thoảng. Bao lâu thì em đi xem phim một lần? Cũng thỉnh thoảng. Okay, next one. I'd like to talk about the word that you can use for hardly ever or rarely. That's something you don't really do, or you just hardly ever do it. So for example, if you you travel once a year or only twice a year, you can use hiếm khi or ít khi. Hiếm khi. Ít khi. Alright, so let's take a look at the example. Tôi hiếm khi đi chơi với đồng nghiệp. I rarely hang out with my colleagues. Tôi hiếm khi đi chơi với đồng nghiệp. Tôi hiếm khi đi chơi với đồng nghiệp. Okay, and with the word ít khi, you can say cha mẹ Việt Nam ít khi khen ngợi con cái. Cha mẹ Việt Nam ít khi khen ngợi con cái. Vietnamese parents rarely or hardly ever give their kids compliments. Okay, talking about this, I'd like to share that in Vietnam we have a not really the culture, but it's like the habit that not to compliment their children a lot in front of everybody, because they think that it will make the kid or the children will be too proud of themselves and they will not try really hard to study or to improve in their life anymore. So actually they still give compliment, but it's like in private.
and in public, they hardly ever do that. I think it depends on the family as well, because from where I'm from, my parents rarely gave a compliment to me, and maybe because of that, I'm always trying really hard to make them proud of me. So I think it's good. Okay, and last one I'd like to share is the one that you can use in English for never, something that you never do. So in Vietnamese, you can say không bao giờ. Không bao giờ is like no way in English, okay? So in this one, you can take a look at this sentence. Tôi không bao giờ hút thuốc. I would never smoke. Tôi không bao giờ hút thuốc. Tôi không bao giờ hút thuốc, okay? Or bạn tôi không bao giờ lái xe khi uống rượu. Bạn tôi không bao giờ lái xe khi uống rượu. Bạn tôi không bao giờ lái xe khi uống rượu means my friend never drives when drinking alcohol. Okay, so how do you feel about the lesson today? So I hope that this video finds you well, and I think it will help you a little bit when you talk about something that you do, depends on the frequency. All right, and please spend some time to practice and let me know if you have any questions, because actually in Vietnamese there are a lot of irregular rules, and sometimes we don't really form it, we don't really frame it in one specific definition. We just speak it, and that's the reason why I think a lot of foreigners, they find Vietnamese is really really hard to learn, but it doesn't mean that you cannot learn it, right? So let me know if you have any questions, or let me know if you have any recommendations for the next videos, and I'd love to hear from you. Okay, and thank you for watching the videos today. I hope to see you soon in the next video. Bye! Xin chào các bạn! Tôi tên là Linh, rất vui được gặp lại các bạn. Hello everyone, my name is Linh and welcome back to VietnamesePod101.com, the fastest, easiest and most fun way to learn Vietnamese. In this video today, I'm gonna tell you how to say hello in some very common ways in Vietnamese, and I hope you guys will enjoy it. Now let's get started. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Okay, so here you will see one tone mark, which is the down sound. Chào. Chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. The X sound you will pronounce like S in English. Like the S sound in English. Okay, it's like in speak. So, xin. And the sound chờ in chào. You can pronounce like in champion. Chào. Chào. That is for very general situations. How about you want to say hello for some specific people? People who are younger than you, people who are older than you, people who are men or people who are women. So let's take a look. For example, if you want to greet all people who are younger than you, either a man or a woman, so you can just say chào em. Chào em. How about with someone who is older than you? Then it'll be once a man or two a woman. So you can just easily say chào anh for a man who is older than you, and chào chị for a woman who is older than you. Chào anh. Chào anh. Chào chị. Chào chị. What about for middle-aged people? People who are pretty much older than you, is like the same with your parents. So you can just say chào cô, chào chú, chào cô,
Chào chú. Next one I like to say is lâu rồi không gặp. Lâu rồi không gặp. Lâu rồi không gặp. This sentence means long time no see. So this sentence you can say with a friend because there is no pronouns here, right? So lâu rồi không gặp. Lâu rồi không gặp. If you want to say it with someone who is older than you, then you have to put the pronouns here in this sentence. For example, lâu rồi không gặp chị. Lâu rồi không gặp chị. Lâu rồi không gặp chị. Or lâu rồi không gặp anh. Lâu rồi không gặp anh. Lâu rồi không gặp anh. Okay? Xin chào, lâu rồi không gặp. Bạn có khỏe không? Bạn có khỏe không? Bạn có khỏe không means how are you in English. This one also you can use for your friends because here bạn is a friend. You here is a friend of mine. Bạn có khỏe không? How are you? This way is very common and very easy to say. You can say with anyone. But again, if you want to say with someone who is older than you and you want just to show respect, then you must say chị có khỏe không for a woman and anh có khỏe không for a man. Okay? One more time. Bạn có khỏe không? Chị có khỏe không? Anh có khỏe không? Now, let's go a little bit faster. Bạn có khỏe không? Chị có khỏe không? Anh có khỏe không? Alright, so when you say bạn có khỏe không, actually it sounds very polite, right? And for very, very close friend, you can just say two words. 喂,好? This is an informal way to say how are you. Or it literally means you're good, something like that, okay? So now let's practice. 喂,好? Now, let's go faster. 喂,好? Okay, one more time from the beginning. 喂,好? Or, chào anh, lâu rồi không gặp anh có khỏe không? Có gì mới không? Có gì mới không? Có gì mới không? Có gì mới không means what's up or is anything new in English, okay? So có gì mới không, again you can use this one for friends, but if you want to use this one for anh or chị, you have to put the pronoun. Anh có gì mới không? Anh có gì mới không? Chị có gì mới không? Chị có gì mới không? Dạo này thế nào rồi? Dạo này thế nào rồi? Dạo này thế nào rồi? Okay, so this one means how have you been recently? Or how are you doing? That's it. Again, with friends, no pronoun. But with people who are older than you, you must put the pronoun, okay? Dạo này thế nào rồi?
Dạo này anh thế nào rồi? Dạo này chị thế nào rồi? Now, let's go fast. Dạo này thế nào rồi? Dạo này anh thế nào rồi? Dạo này chị thế nào rồi? Ngày hôm nay của bạn thế nào? Ngày hôm nay của bạn thế nào? Ngày hôm nay của bạn thế nào? So, ngày hôm nay của bạn thế nào means how is your day? This is just something to say in general. Every day we meet someone, we chit chat, and then we ask how's your day. Ngày hôm nay của bạn thế nào? So, bạn here is for friends, okay? Friends only. And if you want to say with anh or chị, then replace the word bạn with anh or chị. Ngày hôm nay của anh thế nào? Ngày hôm nay của anh thế nào? Ngày hôm nay của chị thế nào? Ngày hôm nay của chị thế nào? Okay, so let's talk about grammar a little bit. Ngày hôm nay means today. Ngày hôm nay. Okay, and also you will say của bạn. It means your. Của bạn. So if you want to use the possessive adjective here, you can just put the word của before the pronoun. For example, của bạn, your, của anh, của chị, still your, but for different people, okay? Again, của, của. Rất vui được gặp lại bạn. Okay, this one means it's nice to see you again. Rất vui, vui here means happy, very happy to see you again or to meet you again. Rất vui được gặp lại bạn. Bạn here is for friends only, okay? And for anh chị, rất vui được gặp lại anh. Rất vui được gặp lại anh. Rất vui được gặp lại chị. Rất vui được gặp lại chị. Okay, so now let's take a look from the beginning to the end, okay? Xin chào, khỏe không? Lâu rồi không gặp. Dạo này thế nào rồi? Rất vui được gặp lại. Alright, so how do you feel about the lesson today? I hope that you enjoy it, I hope it's gonna be helpful for you, because anywhere you go, every time, or anyone you talk to, you will have to say hello, right? And remember, if you want to speak and learn Vietnamese in the fastest, easiest, and most fun way, you can go to VietnamesePod101.com right now for your free lifetime account. Get our complete learning program with our real lessons by real teachers. Hi everyone, welcome back. This is Linh from VietnamesePod101, and today we will be talking about what are your top 10 language learning goals for the year. Let's begin. Tôi sẽ hoàn thành series các cụm từ thiết yếu trên VietnamesePod101.com bằng cách nghe 2 bài một ngày. Tôi sẽ hoàn thành series các cụm từ thiết yếu trên VietnamesePod101.com bằng cách nghe 2 bài một ngày. I'll finish survival phrases series on VietnamesePod101.com by listening to 2 lessons a day. Okay, so one more time. This one is really long even for Vietnamese, so I will try to speak as slow as possible so you guys can understand and repeat after me. Okay, one more time. Tôi sẽ hoàn thành series các cụm từ thiết yếu trên
vietnamesepod101.com bằng cách nghe 2 bài một ngày. Tôi sẽ hoàn thành series các cụm từ thiết yếu trên vietnamesepod101.com bằng cách nghe 2 bài một ngày. Okay, so here we have survival phrases series on vietnamesepod101.com. We have a lot of videos like this, for example, top 10 words, top 10 phrases, or top 10 verbs, or top favorite words chosen by fan. And each topic like this, we have different ways to show you or to represent to you about Vietnamese language by topic, of course. So based on that, you guys can learn a lot, even though it's only word or it's only verb, so or it's a phrase, the whole phrase, you guys can apply on the real situation when you travel or when you live in Vietnam. So I hope it helps. So don't forget to follow vietnamesepod101.com and learn more Vietnamese with us. Tôi sẽ đọc xong một cuốn sách tiếng Việt bằng cách đọc 10 trang một ngày. Tôi sẽ đọc xong một cuốn sách tiếng Việt bằng cách đọc 10 trang một ngày. I'll finish reading one Vietnamese book by reading 10 pages a day. One more time, slowly. Tôi sẽ đọc xong một cuốn sách tiếng Việt bằng cách đọc 10 trang một ngày. I'll finish reading one Vietnamese book by reading 10 pages a day. Okay, so this is a target for a year, and I think that you guys can easily finish one Vietnamese book. So you better try just the thin one. Okay, so one more time. Tôi sẽ đọc xong. This one is I'll finish reading. Tôi sẽ. Remember the word sẽ is the word for the future tense. So you can just put the verb behind the word sẽ, then it's going to be in the future. Sẽ đọc is I will finish or I will read, okay? Tôi sẽ đọc xong, this one finished, right? Một cuốn sách tiếng Việt. So, một cuốn sách tiếng Việt. One Vietnamese book. Bằng cách đọc. Bằng cách, here is by. Bằng cách đọc. By reading. 10 trang một ngày. 10 pages a day, or 10 pages in one day. So, tôi sẽ đọc xong một cuốn sách tiếng Việt bằng cách đọc 10 trang một ngày. Okay? Tôi sẽ đỗ kỳ thi tiếng Việt của tôi. Tôi sẽ đỗ kỳ thi tiếng Việt của tôi. I'll pass my Vietnamese test. Tôi sẽ đỗ kỳ thi tiếng Việt của tôi. Tôi sẽ đỗ kỳ thi tiếng Việt của tôi. To be honest, I've never heard or I've never known about a Vietnamese test, especially for a foreigner, because I just don't know it. So if you guys have recommendations, just let me know in the comment, because maybe I can suggest this for another foreigners to work or to live in Vietnam. Tôi sẽ hoàn toàn hiểu một bộ phim Việt bằng cách xem nó hàng ngày. Tôi sẽ hoàn toàn hiểu một bộ phim Việt bằng cách xem nó hàng ngày. I'll fully understand one Vietnamese movie by watching it every day. You got it? So actually the structure is a bit similar with English. So you can just remember that when you talk about a noun in Vietnamese with an adjective, you have to let the noun go first and the adjective go after, okay? Tôi sẽ hoàn toàn hiểu một bộ phim Việt bằng cách xem nó hàng ngày. Tôi sẽ có một bài phát biểu giới thiệu trong 3 phút bằng tiếng Việt cho các bạn Việt Nam của tôi. Tôi sẽ có một bài phát biểu giới thiệu trong 3 phút bằng tiếng Việt cho các bạn Việt Nam của tôi.
I'll give a 3-minute introductory speech in Vietnamese to my Vietnamese friends. Tôi sẽ có một bài phát biểu giới thiệu trong 3 phút bằng tiếng Việt cho các bạn Việt Nam của tôi. Okay, one more time. Tôi sẽ có một bài phát biểu giới thiệu trong 3 phút bằng tiếng Việt cho các bạn Việt Nam của tôi. I'll give a 3-minute introductory speech in Vietnamese to my Vietnamese friends. To my Vietnamese friends here is cho các bạn Việt Nam của tôi. So one more time, you remember the noun goes first. Các bạn, the adjective goes after. Việt Nam, các bạn Việt Nam, my Vietnamese friend. Okay, so tôi sẽ có một bài phát biểu giới thiệu trong 3 phút bằng tiếng Việt cho các bạn Việt Nam của tôi. So just keep practicing every day. Tôi sẽ học thuộc 5 bài hát tiếng Việt. Tôi sẽ học thuộc 5 bài hát tiếng Việt. I'll memorize 5 Vietnamese songs. Here we will have 5 sounds, right? But actually in Vietnamese we don't have the plural or the singular noun. We just have the number or the quantity of the noun, then it's going to be fine. You don't have to put anything in the noun, the word anymore. So, tôi sẽ học thuộc 5 bài hát tiếng Việt. I'll memorize 5 Vietnamese songs. Tôi sẽ hoàn thành nhớ 350 từ bằng flashcard trên vietnamesepod101.com. Tôi sẽ hoàn thành nhớ 350 từ bằng flashcard trên vietnamesepod101.com. I'll finish memorizing 350 words with flashcards on vietnamesepod101.com. Tôi sẽ hoàn thành nhớ 350 từ bằng flashcard trên vietnamesepod101.com. Keep accessing to vietnamesepod101.com every day to open the flashcard and just remember your word, your vocabulary, and keep repeating every day. Keep practicing and don't forget the tone mark. For example, nhớ, nhớ, dấu sắc, nhớ, nhớ, like that. Tôi sẽ viết 10 bưu thiếp cho các bạn Việt Nam của tôi. Tôi sẽ viết 10 bưu thiếp cho các bạn Việt Nam của tôi. I'll write 10 postcards in Vietnamese to my Vietnamese friends. Tôi sẽ viết 10 bưu thiếp cho các bạn Việt Nam của tôi. I'll write 10 postcards in Vietnamese for my Vietnamese friends. Okay, so this is a good chance to practice your writing too, right? Not only speaking, but also you have to improve your writing because by writing you also can remember the tone better. So not only to your Vietnamese friends, but also you can write some Vietnamese letter or something to your friends or your family. So you can say that, see, now I can write Vietnamese. Tôi sẽ học cách nói chuyện về các sự kiện trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Tôi sẽ học cách nói chuyện về các sự kiện trong quá khứ, hiện tại và tương lai. I'll learn how to talk about the past, present, and the future events. About the sentence, pretty much, I think it's easy for you because as I've been sharing all the time, in Vietnamese, we don't have to conjugate the verb in the past, the present, or the future. But instead, you use the word đã for the past, đang for the present, and sẽ for the future. Tôi thành thạo 150 từ bằng cách ghi nhớ 5 từ mỗi ngày. Tôi thành thạo 150 từ bằng cách ghi nhớ 5 từ mỗi ngày. I'll master 150 words by memorizing 5 words a day. Tôi
sẽ thành thạo 150 từ bằng cách ghi nhớ 5 từ mỗi ngày. I'll master 150 words by memorizing 5 words a day. So let's make it slower. Tôi sẽ thành thạo 150 từ bằng cách ghi nhớ 5 từ mỗi ngày. Okay, so if you want to memorize 5 words a day and you want to master 150 words, that means you have to learn 5 words a day in 1 month, 30 days only. So in 1 year, you will remember... okay, never mind. Okay, that's all for today. Your top 10 language learning goals for the year. And remember, this is for the whole year, not only 1 or 2 months. So just don't give up, because I know Vietnamese is really hard for a foreigner, especially the tones. So if you keep practicing and if you really love Vietnamese, just join us at VietnamesePod101.com for more lessons. Thank you so much again, and see you next time. Cặp vợ chồng đang xem vài sơ đồ mặt bằng. Họ sẽ xem nhà nào? Căn này thì thế nào hả anh? Nó có phòng khách rộng và đẹp. Anh thích phòng khách to nhưng anh muốn có chỗ để xe. Để em xem nào. Căn này thì sao anh? Yeah, đẹp đấy. Mình sẽ đến xem căn này chứ. Khoan đã. Tủ quần áo hơi nhỏ anh nhỉ? Đúng rồi. Đó có vẻ là cái chưa hoàn hảo. Chờ đã, căn này thì sao em? Nó có tất cả mọi thứ mình cần phải không anh? Và tủ quần áo cũng khá lớn nữa. Mình đi xem căn này đi. Được. Họ sẽ xem nhà nào? Cặp vợ chồng đang xem vài sơ đồ mặt bằng. Họ sẽ xem nhà nào? Căn này thì thế nào hả anh? Nó có phòng khách rộng và đẹp. Anh thích phòng khách to nhưng anh muốn có chỗ để xe. Để em xem nào. Căn này thì sao anh? Yeah, đẹp đấy. Mình sẽ đến xem căn này chứ. Khoan đã. Tủ quần áo hơi nhỏ anh nhỉ? Đúng rồi. Đó có vẻ là cái chưa hoàn hảo. Chờ đã, căn này thì sao em? Nó có tất cả mọi thứ mình cần phải không anh? Và tủ quần áo cũng khá lớn nữa. Mình đi xem căn này đi. Được. Một người đàn ông đang đặt phòng tại một khách sạn. Anh ấy sẽ ở phòng nào? Khách sạn Seaside xin nghe. Tôi có thể giúp gì được quý khách ạ? Xin chào, tôi muốn ở một đêm vào ngày 22 tháng 9. Được ạ. Một đêm ngày 22 tháng 9. Quý khách có mấy người ạ? 2 người. Quý khách muốn phòng hút thuốc hay không hút thuốc ạ? Không hút thuốc. Phòng không hút thuốc duy nhất trống vào ngày hôm đó là phòng nhìn ra núi. Như vậy có được không ạ? Ồ, tôi muốn phòng nhìn ra biển. Tôi xin lỗi, nhưng phòng nhìn ra biển duy nhất còn trống vào ngày hôm đó lại là phòng hút thuốc. Tôi hiểu rồi. Có phòng không hút thuốc mà nhìn ra biển còn trống vào ngày 23 tháng 9 không? Có ạ. Ok, tôi sẽ ở vào ngày 23 tháng 9. Anh ấy sẽ ở phòng nào? Một người đàn ông đang đặt phòng tại một khách sạn. Anh ấy sẽ ở phòng nào? Khách sạn Seaside xin nghe. Tôi có thể giúp gì được quý khách ạ? Xin chào, tôi muốn ở một đêm vào ngày 22 tháng 9. Được ạ. Một đêm ngày 22 tháng 9. Quý khách có mấy người ạ? 2 người. Quý khách muốn phòng hút thuốc hay không hút thuốc ạ? Không hút thuốc. Phòng không hút thuốc duy nhất trống vào ngày hôm đó là phòng nhìn ra núi. Như vậy có được không ạ? Ồ, tôi muốn phòng nhìn ra biển. Tôi xin lỗi, nhưng phòng nhìn ra biển duy nhất còn trống vào ngày hôm đó lại là phòng hút thuốc. Tôi hiểu rồi. Có phòng không hút thuốc mà nhìn ra biển còn trống vào ngày 23 tháng 9 không? Có ạ. Ok, tôi sẽ ở vào ngày 23 tháng 9. Người phụ nữ đang nói chuyện với nhà tạo mẫu tóc của cô ấy.
cô ấy muốn thay đổi kiểu tóc như thế nào. Xin chào, tôi có thể giúp gì chị ạ? Xin chào, tôi đã đặt hẹn với tên Thảo vào lúc 3 giờ. À vâng ạ, chào chị Thảo, xin chị đi lối này. Chị muốn làm gì ngày hôm nay ạ? Tôi muốn đổi kiểu tóc một chút. Vâng, chị muốn độ dài thế nào? Dài khoảng ngang vai. Được ạ, vậy tóc mái thì sao ạ? Anh giữ nguyên tóc mái nhé. Mái bằng hay mái lệch ạ? Mái lệch sang bên một chút. Bên nào ạ? Lệch sang trái một chút kể từ giữa. Tôi hiểu rồi, chúng ta sẽ bắt đầu gội đầu trước nên mời chị qua lối này ạ. Cô ấy muốn thay đổi kiểu tóc như thế nào? Người phụ nữ đang nói chuyện với nhà tạo mẫu tóc của cô ấy. Cô ấy muốn thay đổi kiểu tóc như thế nào? Xin chào, tôi có thể giúp gì chị ạ? Xin chào, tôi đã đặt hẹn với tên Thảo vào lúc 3 giờ. À vâng ạ, chào chị Thảo, xin chị đi lối này. Chị muốn làm gì ngày hôm nay ạ? Tôi muốn đổi kiểu tóc một chút. Vâng, chị muốn độ dài thế nào? Dài khoảng ngang vai. Được ạ, vậy tóc mái thì sao ạ? Anh giữ nguyên tóc mái nhé. Mái bằng hay mái lệch ạ? Mái lệch sang bên một chút. Bên nào ạ? Lệch sang trái một chút kể từ giữa. Tôi hiểu rồi, chúng ta sẽ bắt đầu gội đầu trước nên mời chị qua lối này ạ. Một nam sinh và nữ sinh đang xem mục quảng cáo việc làm. Nữ sinh viên sẽ ứng tuyển công việc nào? Hey, cậu thấy việc này thế nào? Lương trả theo giờ khá cao đấy. Ừ, lương trông tuyệt đấy, nhưng cậu thật sự có thể đi giao báo á? Tất nhiên là được chứ. Tớ đi xe máy giỏi mà. Nhưng tớ lo về việc dậy sớm. Việc này thì sao? Lương không cao bằng nhưng cậu có thể đi làm 2 hoặc 3 ngày một tuần và có thể bắt đầu từ buổi tối. Ồ, cái này á? Thu ngân tại siêu thị hả? Ừ, sẽ tốt nếu như làm sau giờ học. Việc làm cho quán cà phê cũng có thể được đấy. Ồ đúng rồi, tớ thích chỗ đó và nó nằm trên đường tới trường của tớ. Không tồi chứ. Thế tớ nên ứng tuyển vào chỗ nào? Giữa hai cái nào ý hả? Giữa quán cà phê và đi giao báo. Yeah, lương cho việc đi giao báo thực sự rất tốt. Ok, tớ quyết định rồi. Chắc là tớ chỉ cần dậy sớm thôi. Nữ sinh viên sẽ ứng tuyển công việc nào? Một nam sinh và nữ sinh đang xem mục quảng cáo việc làm. Nữ sinh viên sẽ ứng tuyển công việc nào? Hey, cậu thấy việc này thế nào? Lương trả theo giờ khá cao đấy. Ừ, lương trông tuyệt đấy, nhưng cậu thật sự có thể đi giao báo á? Tất nhiên là được chứ. Tớ đi xe máy giỏi mà. Nhưng tớ lo về việc dậy sớm. Việc này thì sao? Lương không cao bằng nhưng cậu có thể đi làm 2 hoặc 3 ngày một tuần và có thể bắt đầu từ buổi tối. Ồ, cái này á? Thu ngân tại siêu thị hả? Ừ, sẽ tốt nếu như làm sau giờ học. Việc làm cho quán cà phê cũng có thể được đấy. Ồ đúng rồi, tớ thích chỗ đó và nó nằm trên đường tới trường của tớ. Không tồi chứ. Thế tớ nên ứng tuyển vào chỗ nào? Giữa hai cái nào ý hả? Giữa quán cà phê và đi giao báo. Yeah, lương cho việc đi giao báo thực sự rất tốt. Ok, tớ quyết định rồi. Chắc là tớ chỉ cần dậy sớm thôi. Một người phụ nữ đang thử một chiếc váy và nói chuyện với người bán hàng. Cô ấy sẽ mua chiếc váy nào? Chị mặc váy này đẹp quá. Nó vừa khít với chị. Yeah, nó vừa đấy. Nhưng tôi thường mặc màu trung tính thôi. Tôi chưa quen kiểu này. Ồ, tôi thấy chị trông tuyệt lắm. Thật ư? Mà vẫn phải can đảm lắm tôi mới mặc như thế này. Vậy váy này thì sao ạ? Mẫu vải đơn giản hơn nhiều, nên sẽ không cảm thấy quá trưng diện. Anh đúng đấy. Cho tôi thử cái đó. Mời chị thử. Chị nghĩ sao ạ? Cái này vừa với tôi hơn cái trước.
Anh có kiểu dài tay mà làm mẫu này không? Có, chúng tôi có. Cảm ơn anh, tôi sẽ mua cái đó. Cô ấy sẽ mua chiếc váy nào? Một người phụ nữ đang thử một chiếc váy và nói chuyện với người bán hàng. Cô ấy sẽ mua chiếc váy nào? Chị mặc váy này đẹp quá, nó vừa khít với chị. Yeah, nó vừa đấy. Nhưng tôi thường mặc màu trung tính thôi, tôi chưa quen kiểu này. Ồ, tôi thấy chị trông tuyệt lắm. Thật ư? Mà vẫn phải can đảm lắm tôi mới mặc như thế này. Vậy váy này thì sao ạ? Mẫu vải đơn giản hơn nhiều, nên sẽ không cảm thấy quá trưng diện. Anh đúng đấy, cho tôi thử cái đó. Mời chị thử. Chị nghĩ sao ạ? Cái này vừa với tôi hơn cái trước. Anh có kiểu dài tay mà làm mẫu này không? Có, chúng tôi có. Cảm ơn anh, tôi sẽ mua cái đó. Một chủ tịch công ty và thư ký của ông ấy đang nói chuyện trên điện thoại. Người thư ký sẽ giao tài liệu nào cho bộ phận kinh doanh? Mai à, có một tập tài liệu trên bàn của tôi. Cô giao nó cho bộ phận kinh doanh trong chiều nay nhé. Vâng, tập tài liệu nào ạ? Tôi nghĩ là nó trong phong bì màu xanh da trời ấy. Phong bì màu xanh... Dạ, có 2 phong bì màu xanh trên bàn sếp cơ ạ. À, đúng rồi. Có một dấu đỏ phía trên bên phải của phong bì. Cái có dấu màu xanh lá cây là tài liệu chúng ta phát vào buổi định hướng tuyển dụng. Cái có dấu đỏ... Ok, em thấy rồi ạ. Tuyệt. Vậy hãy giao nó cho bộ phận kinh doanh lúc 1 giờ chiều. Và bảo đảm là gửi nó trực tiếp đến giám đốc bán hàng nhé. Cô biết anh ấy phải không? Vâng, em đã từng gặp và nói chuyện với anh ấy vài lần. Tốt. À, và cô có thể chuyển cái phong bì còn lại tới bộ phận nhân sự không? Vâng, thưa sếp. Người thư ký sẽ giao tài liệu nào cho bộ phận kinh doanh? Một chủ tịch công ty và thư ký của ông ấy đang nói chuyện trên điện thoại. Người thư ký sẽ giao tài liệu nào cho bộ phận kinh doanh? Mai à, có một tập tài liệu trên bàn của tôi. Cô giao nó cho bộ phận kinh doanh trong chiều nay nhé. Vâng, tập tài liệu nào ạ? Tôi nghĩ là nó trong phong bì màu xanh da trời ấy. Phong bì màu xanh... Dạ. Có 2 phong bì màu xanh trên bàn sếp cơ ạ. À, đúng rồi. Có một dấu đỏ phía trên bên phải của phong bì. Cái có dấu màu xanh lá cây là tài liệu chúng ta phát vào buổi định hướng tuyển dụng. Cái có dấu đỏ... Ok, em thấy rồi ạ. Tuyệt. Vậy hãy giao nó cho bộ phận kinh doanh lúc 1 giờ chiều. Và bảo đảm là gửi nó trực tiếp đến giám đốc bán hàng nhé. Cô biết anh ấy phải không? Vâng, em đã từng gặp và nói chuyện với anh ấy vài lần. Tốt. À, và cô có thể chuyển cái phong bì còn lại tới bộ phận nhân sự không? Vâng, thưa sếp. Một người phụ nữ đang gọi điện thoại đến một nhà hàng. Cô ấy đã ăn trưa tại bàn nào? Xin chào, tôi có thể giúp gì cho chị? Tôi đã ăn trưa ở đó một lúc trước và tôi nghĩ là tôi đã để quên khăn quàng cổ của tôi. Chị đã để khăn của chị tại bàn ạ. Chị có nhớ chị đã ngồi chỗ nào không? Tôi sẽ tìm chiếc khăn cho chị. Vâng, chỗ tôi đã ngồi ở phía sau nhà hàng. Chị đã ngồi ở khu vực hút thuốc hay không hút thuốc? Khu vực không hút thuốc. Chị đã ngồi ở quầy hay ở bàn ạ? Tôi đã ngồi ở bàn dành cho 4 người. Được rồi, vậy tôi sẽ đi kiểm tra. Xin chờ trong giây lát. Cảm ơn anh rất nhiều. Cô ấy đã ăn trưa tại bàn nào?
một người phụ nữ đang gọi điện thoại đến một nhà hàng. Cô ấy đã ăn trưa tại bàn nào? Xin chào, tôi có thể giúp gì cho chị? Tôi đã ăn trưa ở đó một lúc trước và tôi nghĩ là tôi đã để quên khăn quàng cổ của tôi. Chị đã để khăn của chị tại bàn ạ. Chị có nhớ chị đã ngồi chỗ nào không? Tôi sẽ tìm chiếc khăn cho chị. Vâng, chỗ tôi đã ngồi ở phía sau nhà hàng. Chị đã ngồi ở khu vực hút thuốc hay không hút thuốc? Khu vực không hút thuốc. Chị đã ngồi ở quầy hay ở bàn ạ? Tôi đã ngồi ở bàn dành cho 4 người. Được rồi, vậy tôi sẽ đi kiểm tra. Xin chờ trong giây lát. Cảm ơn anh rất nhiều. Một người đàn ông đang tìm một căn hộ. Anh ấy sẽ chọn căn hộ nào? Xin lỗi, tôi đang tìm căn hộ trong khu vực này. Chị có thể cho tôi xem một số sơ đồ mặt bằng được không? Chắc chắn rồi. Anh muốn tìm phòng ở một người à? Không, tôi sẽ sống với vợ tôi. Tôi muốn một phòng khách, phòng ngủ và phòng làm việc. Ok, cái này thế nào ạ? Có 2 phòng và thêm 1 phòng khách. Nó có thể hơi bị ồn bởi vì nó nằm gần đường lớn. Tôi hiểu rồi. Tôi thường làm việc tại nhà. Vì vậy tôi cần một nơi yên tĩnh. Và tôi thích phòng khách hình vuông hơn. Vậy thì cái này thế nào? Nó được đặt ở vị trí hơi xa nhà ga một chút. Nhưng trong khu dân cư yên tĩnh, có 2 phòng và phòng khách. Nhưng 1 phòng thì hơi hẹp. Chúng tôi không có nhiều đồ lắm. Vậy nên cái này có thể là đủ cho chúng tôi. Chúng tôi có thể cho anh xem căn hộ khác. Cái mà có 2 phòng rộng, nhưng được đặt ở xa nhà ga hơn nữa. Tôi cảm ơn, nhưng tôi chỉ muốn đi xem căn thứ 2 mà chị đã giới thiệu. Anh ấy sẽ chọn căn hộ nào? Một người đàn ông đang tìm một căn hộ. Anh ấy sẽ chọn căn hộ nào? Xin lỗi, tôi đang tìm căn hộ trong khu vực này. Chị có thể cho tôi xem một số sơ đồ mặt bằng được không? Chắc chắn rồi. Anh muốn tìm phòng ở một người à? Không, tôi sẽ sống với vợ tôi. Tôi muốn một phòng khách, phòng ngủ và phòng làm việc. Ok, cái này thế nào ạ? Có 2 phòng và thêm 1 phòng khách. Nó có thể hơi bị ồn bởi vì nó nằm gần đường lớn. Tôi hiểu rồi. Tôi thường làm việc tại nhà. Vì vậy tôi cần một nơi yên tĩnh. Và tôi thích phòng khách hình vuông hơn. Vậy thì cái này thế nào? Nó được đặt ở vị trí hơi xa nhà ga một chút. Nhưng trong khu dân cư yên tĩnh, có 2 phòng và phòng khách. Nhưng 1 phòng thì hơi hẹp. Chúng tôi không có nhiều đồ lắm, vậy nên cái này có thể là đủ cho chúng tôi. Chúng tôi có thể cho anh xem căn hộ khác, cái mà có 2 phòng rộng, nhưng được đặt ở xa nhà ga hơn nữa. Tôi cảm ơn, nhưng tôi chỉ muốn đi xem căn thứ 2 mà chị đã giới thiệu. Một người phụ nữ đang đặt bánh sinh nhật. Cô ấy định đặt cái bánh nào? Xin lỗi, tôi muốn đặt bánh sinh nhật cho con gái tôi. Tuyệt quá! Chị có thể cho tôi biết chị đang tìm loại bánh nào không? Con gái tôi thích sô-cô-la nên bánh sô-cô-la hẳn là được đấy. Anh có thể đặt quả dâu lên bánh được không? Chắc chắn rồi. Chúng tôi có bánh tròn và bánh vuông. Chị thích cái nào ạ? Cho tôi cái tròn đi. Ok. Con gái chị sắp sang tuổi thứ mấy? Con bé sắp lên 12 tuổi. Ok, vậy chúng tôi sẽ chuẩn bị 12 cây nến. Chị có muốn viết thông điệp gì không? Có, anh làm ơn viết chúc mừng sinh nhật. Được rồi, và chị có muốn dòng chữ đó màu hồng không? Nếu có thì chúng tôi sẽ đặt bánh trên đĩa màu trắng. Nếu không thì chúng tôi sẽ viết chữ màu trắng và đặt trên đĩa màu hồng. Anh làm ơn viết chữ hồng và đặt bánh lên đĩa trắng nhé. Cô ấy định đặt cái bánh nào?
một người phụ nữ đang đặt bánh sinh nhật. Cô ấy định đặt cái bánh nào? Xin lỗi, tôi muốn đặt bánh sinh nhật cho con gái tôi. Tuyệt quá! Chị có thể cho tôi biết chị đang tìm loại bánh nào không? Con gái tôi thích sô-cô-la nên bánh sô-cô-la hẳn là được đấy. Anh có thể đặt quả dâu lên bánh được không? Chắc chắn rồi. Chúng tôi có bánh tròn và bánh vuông. Chị thích cái nào ạ? Cho tôi cái tròn đi. Ok. Con gái chị sắp sang tuổi thứ mấy? Con bé sắp lên 12 tuổi. Ok. Vậy chúng tôi sẽ chuẩn bị 12 cây nến. Chị có muốn viết thông điệp gì không? Có. Anh làm ơn viết chúc mừng sinh nhật. Được rồi. Và chị có muốn dòng chữ đó màu hồng không? Nếu có thì chúng tôi sẽ đặt bánh trên đĩa màu trắng. Nếu không thì chúng tôi sẽ viết chữ màu trắng và đặt trên đĩa màu hồng. Anh làm ơn viết chữ hồng và đặt bánh lên đĩa trắng nhé. Một người đàn ông và một người phụ nữ đang nói chuyện về lịch chuyển nhà. Họ sẽ chuyển vào khi nào? Em nghĩ chúng ta nên quyết định ngày chuyển và gọi một công ty dịch vụ chuyển nhà. Ừ, anh đã đang xem một số công ty dịch vụ chuyển nhà. Em không muốn trả nhiều tiền đâu. Anh đồng ý, công ty này có một số khuyến mại. Ví dụ như họ giảm 10% nếu chúng ta đặt trước một tháng trước ngày chuyển. Một tháng trước? Vậy mình phải chuyển sau ngày 15 tháng 12 để được giảm giá à? Ừ, và có giảm giá thêm nếu mình đặt vào ngày thường. Ngày thường á? Em có một cuộc họp vào sáng thứ hai và cuộc triển lãm thì vào thứ ba và thứ tư. Vậy... Thứ sáu được đấy, bởi vì mình có thể sắp xếp nhà mới vào cuối tuần. Vâng. Khoan đã. Họ nói giảm 15% từ thứ hai đến thứ năm và giảm 5% cho thứ sáu. Ừ nhỉ. Em muốn làm gì? Hãy lấy gói rẻ nhất có thể. Đường nào em cũng đã xong triển lãm vào lúc đó rồi. Họ sẽ chuyển vào khi nào? Một người đàn ông và một người phụ nữ đang nói chuyện về lịch chuyển nhà. Họ sẽ chuyển vào khi nào? Em nghĩ chúng ta nên quyết định ngày chuyển và gọi một công ty dịch vụ chuyển nhà. Ừ, anh đã đang xem một số công ty dịch vụ chuyển nhà. Em không muốn trả nhiều tiền đâu. Anh đồng ý, công ty này có một số khuyến mại. Ví dụ như họ giảm 10% nếu chúng ta đặt trước một tháng trước ngày chuyển. Một tháng trước? Vậy mình phải chuyển sau ngày 15 tháng 12 để được giảm giá à? Ừ, và có giảm giá thêm nếu mình đặt vào ngày thường. Ngày thường á? Em có một cuộc họp vào sáng thứ hai và cuộc triển lãm thì vào thứ ba và thứ tư. Vậy... Thứ sáu được đấy, bởi vì mình có thể sắp xếp nhà mới vào cuối tuần. Vâng. Khoan đã. Họ nói giảm 15% từ thứ hai đến thứ năm và giảm 5% cho thứ sáu. Ừ nhỉ. Em muốn làm gì? Hãy lấy gói rẻ nhất có thể. Đường nào em cũng đã xong triển lãm vào lúc đó rồi. Một người đàn ông đang mua sắm trong dịp bán hóa giá. Anh ấy định mua gì và mua bao nhiêu? Cho tôi hỏi, cái áo sơ mi này chỉ có thể mua được khi mua một bộ gồm 3 chiếc. Chúng tôi có thể bán riêng lẻ, nhưng mỗi chiếc áo sơ mi sẽ đắt hơn đấy ạ. Được rồi, tôi không cần 3 chiếc áo giống nhau, tôi nên làm gì đây? Nếu anh cũng mua bộ 3 chiếc cà vạt này, chúng tôi có thể gửi tới anh khuyến mại dành cho những chiếc áo. Vậy anh có thể có 3 chiếc áo, nhưng chỉ cần trả với giá của một chiếc thôi. Tôi hiểu rồi. Mua một bộ 3 chiếc cà vạt và tôi cũng có thể có bộ 3 chiếc áo sơ mi với giá của một chiếc áo. Đúng vậy. Ok, tôi sẽ cho 2 chiếc áo kia cho người khác. Được thưa anh. Đây là một khuyến mại ngoại lệ dành cho anh đấy ạ. Anh ấy định mua gì và mua bao nhiêu?
một người đàn ông đang mua sắm trong dịp bán hóa giá. Anh ấy định mua gì và mua bao nhiêu? Cho tôi hỏi, cái áo sơ mi này chỉ có thể mua được khi mua một bộ gồm 3 chiếc. Chúng tôi có thể bán riêng lẻ, nhưng mỗi chiếc áo sơ mi sẽ đắt hơn đấy ạ. Được rồi, tôi không cần 3 chiếc áo giống nhau, tôi nên làm gì đây? Nếu anh cũng mua bộ 3 chiếc cà vạt này, chúng tôi có thể gửi tới anh khuyến mại dành cho những chiếc áo. Vậy anh có thể có 3 chiếc áo, nhưng chỉ cần trả với giá của một chiếc thôi. Tôi hiểu rồi, mua một bộ 3 chiếc cà vạt và tôi cũng có thể có bộ 3 chiếc áo sơ mi với giá của một chiếc áo. Đúng vậy. Ok, tôi sẽ cho 2 chiếc áo kia cho người khác. Được thưa anh, đây là một khuyến mại ngoại lệ dành cho anh đấy ạ. Một người phụ nữ đang đưa ra bản báo cáo về doanh số bán túi. Cái túi nào đã có lượng tiêu thụ lớn nhất? Đây là bản báo cáo về những túi nữ mà chúng ta vừa đưa ra thị trường vào tháng trước. Đầu tiên, về màu sắc, màu đen là màu bán được nhiều nhất. Và theo sau nó là màu trắng và màu xanh da trời. Màu vàng đã không bán được tốt lắm. Màu vàng đã không bán được tốt. Thế còn về hình dáng thì sao? Túi có kích cỡ lớn hơn đã bán được nhiều hơn những cái kích thước nhỏ. Những chiếc túi có thể đựng vở hoặc tạp chí khổ A4 đã được ưa chuộng nhất. Được rồi. Về quai túi thì quai da được ưa chuộng hơn quai xích. Tôi hiểu rồi. Có vẻ như túi mà có thể hợp với phong cách trang trọng bán được nhiều hơn. Đúng vậy ạ. Nên tôi nghĩ chúng ta nên dùng những màu trầm hơn như là màu be hoặc màu nâu cho bộ sưu tập mới của chúng ta. Được, vậy hãy dùng màu be cho màu sắc mới tới. Cô có thể dừng việc sản xuất túi màu vàng. Vâng. Cái túi nào đã có lượng tiêu thụ lớn nhất? Một người phụ nữ đang đưa ra bản báo cáo về doanh số bán túi. Cái túi nào đã có lượng tiêu thụ lớn nhất? Đây là bản báo cáo về những túi nữ mà chúng ta vừa đưa ra thị trường vào tháng trước. Đầu tiên, về màu sắc, màu đen là màu bán được nhiều nhất. Và theo sau nó là màu trắng và màu xanh da trời. Màu vàng đã không bán được tốt lắm. Màu vàng đã không bán được tốt. Thế còn về hình dáng thì sao? Túi có kích cỡ lớn hơn đã bán được nhiều hơn những cái kích thước nhỏ. Những chiếc túi có thể đựng vở hoặc tạp chí khổ A4 đã được ưa chuộng nhất. Được rồi. Về quai túi thì quai da được ưa chuộng hơn quai xích. Tôi hiểu rồi. Có vẻ như túi mà có thể hợp với phong cách trang trọng bán được nhiều hơn. Đúng vậy ạ. Nên tôi nghĩ chúng ta nên dùng những màu trầm hơn như là màu be hoặc màu nâu cho bộ sưu tập mới của chúng ta. Được. Vậy hãy dùng màu be cho màu sắc mới tới. Cô có thể dừng việc sản xuất túi màu vàng. Vâng. Một người đàn ông đang gọi đến một bệnh viện. Khi nào thì dịch vụ tổng kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện có thể đặt được? Xin lỗi, tôi có thể đặt lịch tổng kiểm tra sức khỏe trước được không? Tất nhiên được ạ. Dịch vụ kiểm tra sức khỏe có vào ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 7. Khác với những kiểm tra bình thường, anh muốn đặt ngày nào? Thứ 7 này có được không chị? Được. Chúng tôi chỉ mở vào sáng thứ 7 thôi, có ổn không ạ? Chỉ buổi sáng thôi à? Thế thì hơi khó. Các chị mở cửa đến mấy giờ vào ngày thường? Chúng tôi mở cửa đến 6 giờ tối thứ 2, và thứ 4 thì đến 8 giờ tối. Tôi hiểu rồi. Buổi sáng các chị mở cửa lúc mấy giờ? Chúng tôi mở lúc 8 giờ sáng. Tất cả các buổi sáng đã bị đặt vào tuần tới rồi. Nhưng nếu anh có thể chờ cho đến tuần sau nữa, thì cả thứ 2 và thứ 4 đều có thể đặt được từ 8 giờ sáng. Ok, tôi sẽ gọi lại sau khi kiểm tra lịch của tôi. Được thưa anh. Khi nào thì dịch vụ tổng kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện có thể đặt được? Một người đàn ông đang gọi đến một bệnh viện. Khi nào thì dịch vụ tổng kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện có thể đặt được? Xin lỗi, tôi có thể đặt lịch tổng kiểm tra sức khỏe trước được không? Tất nhiên được ạ. Dịch vụ kiểm tra sức khỏe có vào ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 7. Khác với những kiểm tra bình thường, anh muốn đặt ngày nào?
thứ bảy này có được không chị? Được, chúng tôi chỉ mở vào sáng thứ bảy thôi, có ổn không ạ? Chỉ buổi sáng thôi à? Thế thì hơi khó. Các chị mở cửa đến mấy giờ vào ngày thường? Chúng tôi mở cửa đến 6 giờ tối thứ hai, và thứ tư thì đến 8 giờ tối. Tôi hiểu rồi. Buổi sáng các chị mở cửa lúc mấy giờ? Chúng tôi mở lúc 8 giờ sáng. Tất cả các buổi sáng đã bị đặt vào tuần tới rồi. Nhưng nếu anh có thể chờ cho đến tuần sau nữa, thì cả thứ hai và thứ tư đều có thể đặt được từ 8 giờ sáng. Ok, tôi sẽ gọi lại sau khi kiểm tra lịch của tôi. Được thưa anh. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.